Ark Survival sở hữu một hệ sinh thái khổng lồ với hàng đống các loài động vật đa dạng và độc đáo. Một trong số đó chắc chắn phải kể đến những sinh vật thuộc nhóm măng cỏ. Với nhiều hình dạng cơ thể đặc biệt, có loài thì cao bằng quả núi, có loài chỉ nhỏ bé bằng con gà, có loài thì giống bạn khi bị người yêu chia tay, tức là sừng dài. Tuy hiền lành nhưng khi có ai đến là đón, đụng là chạm, bá vô đây mà nút, nên thuận theo yêu cầu của mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của các sinh vật hệ cỏ trong thế giới Ark. Vẫn như thường lệ thì để xem các video khác của series Thế giới Ark, các bạn có thể tìm ở phần mô tả cũng như đề xuất ở góc phải màn hình nhé. Và nội dung trong video được chúng mình trích dẫn từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin gì cần góp ý bổ sung, các bạn cứ bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Ultraxa, rồi chúng ta cùng bắt đầu đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Ankylosaurus. Ankylosaurus còn được gọi là Ankylo hoặc Anky, là sinh vật hệ cỏ đầu tiên xuất hiện trong video này. Mặc dù giống với các sinh vật hệ cỏ khác trên đảo, đó là sống theo bầy đàn, nhưng bầy đàn của Ankylosaurus có xu hướng sống theo các đơn vị nhỏ. Chúng ta có thể tìm thấy chúng xung quanh đảo. Mặc dù không phải là một trong những loài ăn cỏ lớn nhất, nhưng Ankylosaurus là một trong những sinh vật khó hạ gục nhất. Lớp da dày bọc thép của nó khiến một số loài săn mồi cỏ trung bình cảm thấy ngán ngẩm. Cụ thể hơn là đối thủ sẽ phải hứng hàng tá sát thương bởi những chiếc gai của Ankylosaurus, cũng như khả năng bị đuôi cứng cáp của nó đánh trúng. Chúng sẽ không tấn công trừ khi bị khiêu khích. Theo hồ sơ trò chơi ghi chép, chúng có tốc độ di chuyển rất thấp trên cạn, nhưng có thể di chuyển nhanh hơn đáng kể dưới nước. Đặc điểm tốt nhất để một con Ankylosaurus được chọn để thuần hóa là vì chiếc đuôi cực khỏe của nó. Chiếc đuôi này đủ mạnh để nhanh chóng phá vỡ những tảng đá chứa đầy tài nguyên của đảo. Một trong những bộ tộc người giàu có nhất trên đảo sử dụng một đội Ankylosaur trong các mỏ đá của mình. Sự yêu thích kim loại của sinh vật này cho phép nó mang quặng thô với trọng lượng đáng kể. Triceratops. Triceratops hay còn được gọi đơn giản là Trice. Chúng là một trong số các loại khủng long ăn cỏ Ceratopsis. Giống như trong nghiên cứu khoa học thì Triceratops trong thế giới Ark cũng có khuôn mặt ba sừng đặc trưng. Bình thường là một loài động vật gặm cỏ rất ngoan ngoãn, nhưng khi Triceratops trở nên tức giận thì ngược lại. Triceratops sẽ đuổi theo những kẻ săn mồi và những kẻ trộm trứng với suy nghĩ. Việc chạy trốn khỏi Triceratops khó khăn hơn chúng ta nghĩ nhiều, do khả năng lao vào và hút vào mục tiêu của nó. Giống như hầu hết video trên YouTube, thì Triceratops trong Ark vẫn có phản ứng đặc biệt thù địch với Tyrannosaurus với các đạn tấn công hàng loạt. Mặc dù không quá nhanh, nhưng chúng rất nguy hiểm khi ở trong một nhóm. Khi tấn công, Triceratops lao vào kẻ thù và hút bằng đầu. Đòn tấn công hút của chúng đẩy kẻ thù lùi lại. Điều này có thể khiến nó trở nên nguy hiểm hơn khi ở gần vách đá hoặc đồi dốc. Tuy nhiên, đòn tấn công này có thể dễ dàng né tránh nếu Triceratops quyết định hút và lao về phía trước. Tốt hơn là nên nhanh chóng né sang một bên, vì tốc độ khi lao nhanh hơn nhiều so với việc chạy về phía trước. Triceratops là một loài thú cưỡi phổ biến. Nó cũng vừa là công cụ chở hàng, vừa là khủng long chiến đấu. Triceratops hoạt động tuyệt vời như một vật che chắn khỏi đòn tấn công trực diện, và cú tấn công của loài khủng long này cũng cực kỳ nguy hiểm. Khi có những loài ăn thịt lớn hơn xuất hiện như một mối đe dọa, Triceratops sẽ trở nên mạnh mẽ lạ thường. Nó cũng có khả năng thu hoạch một lượng lớn tài nguyên bằng sừng, khiến đó trở thành người bạn đồng hành làm việc rất hữu ích cho các bộ lạc nhỏ. Gallimimus. Khi ở đó hỏi bạn đâu là sinh vật nhanh nhất trên đảo, thì bạn cứ dũng dạc mà trả lời một cách chắc cớp rằng đó là Gallimimus. Không giống như nhiều loài động vật trên đảo, Gallimimus bỏ qua khả năng phòng thủ vững chắc để có khả năng chạy nhanh hơn hầu hết mọi thứ. Loài khủng long này thậm chí còn trông lo lắng khi ăn uống trên một đồng cỏ trong xanh, yên bình. Nó chỉ đơn giản bỏ chạy và sử dụng sự nhanh nhẹn của mình để giữ an toàn. Sẽ có hai phe đưa ra về hai cách sử dụng Gallimimus khi đã được thuần hóa. Một phe cho rằng việc loài khủng long này không có khả năng gây hại đến các sinh vật thù địch và không có khả năng thu hoạch hầu hết các tài nguyên, khiến nó chủ yếu trở thành gánh nặng cho bộ tộc. Phe còn lại cho rằng tốc độ cực cao và khả năng nhảy xa của nó là một trong những khả năng tốt nhất để trinh sát và khám phá. Tuy nhiên, cả hai phe đều đồng ý rằng khả năng vận chuyển nhanh chóng nhiều thành viên bộ lạc của nó là có lợi nhất. Iguanodon. Theo hồ sơ trò chơi ghi chép, thì trong số nhiều sinh vật trên đảo, Iguanodon có khả năng linh hoạt rõ rệt trong việc chuyển đổi phương pháp di chuyển của chính mình theo nhu cầu nhất thời. Iguanodon giống như nhiều loài ăn cỏ khác trong Ark,
là những sinh vật hiền lành, không làm hại đến con người hoặc các loài động vật khác khi nhìn thấy. Chủ yếu là một loài khủng long đi bằng hai chân khá chậm chạp, xuất hiện nhiều ở đồng cỏ và rừng của đảo. Trong những tình huống cần tăng tốc độ hoặc khả năng cơ động, nó sẽ nhanh chóng chuyển từ tư thế bốn chân và hành xử như một sinh vật rất khác. Khi đi bằng hai chân, nó có thể sử dụng các đòn tấn công nhanh, đâm bằng những chiếc móng vuốt của mình. Ngược lại, khi ở tư thế bốn chân, nó dường như có nguồn sức bền vô tận ngay cả khi chạy. Điều thú vị là móng của Iguanodon cũng cung cấp cho nó khả năng nhặt hạt từ trái cây, cho phép người chơi dễ dàng chuyển đổi từ trồng trái cây thành các trồng hạt giống, kết hợp với khả năng thu hoạch trái cây cực kỳ hiệu quả và trọng lượng mang vác đáng kể. Khả năng di chuyển tuyệt vời của Iguanodon ở tư thế hai chân vẫn có thể thực hiện một cuộc chạy trốn nhanh chóng hoặc phòng thủ nhanh nhẹn khi cần thiết. Stegosaurus. Stegosaurus hay còn được gọi ngắn gọn là Stego, giống như mấy con mình nói ở trên thì nó cũng là loài ăn cỏ. Theo hồ sơ trò chơi ghi chép thì Stegosaurus có khoảng 16 hàng tấm ghép dọc theo lưng, được bao quanh bởi một cặp 6 tấm ghép nhỏ hơn. Điều này khá là khác so với hóa thạch của Stegosaurus ngoài thực tế. Nhưng có một điều giống với thực tế, đó là sử dụng gai trên đuôi để tự vệ. Mặc dù không hung dữ, nhưng Stegosaurus sẽ tấn công bằng cách vung đuôi nhọn khi bị khiêu khích, nên các bạn hãy cẩn thận trong khi săn chúng. Chúng cũng là loài sống theo bầy đàn, sẽ giúp đỡ những con khác khi bị tấn công. Khi đã thuần hóa, Stegosaurus thường được sử dụng như một cách an toàn để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa. Một con Stegosaurus có thể được huấn luyện để sử dụng các tấm lưng của nó cho các mục đích khác nhau, cứng lại để bảo vệ nó khỏi bị tấn công. Những cấu hình tấm khác nhau này cũng có ích để tước gỗ từ cây, thu thập rơm rạ hoặc tìm kiếm quả mộng dại. Stegosaurus có thể hất lùi hoặc đâm bằng một cú quất đuôi nhọn của nó, giữ cho những kẻ săn mồi tránh xa hoặc ghim chúng tại chỗ. Phần phụ của gai của nó cũng giúp hái quả. Zerizinosaurus. Chúng ta đã nói khá nhiều về Zerizinosaurus ngoài thực tế như thế nào rồi. Vậy trong thế giới Ark Survival thì sao? Zerizinosaurus là một loài khủng long ăn cỏ, duy trì được số lượng đông đảo trên đảo. Nó di chuyển chậm chạp so với kích thước, mà có quả này trong hồ sơ trò chơi ghi chép là nó có sức mạnh có thể sánh ngang với Tyrannosaurus. Móng vuốt của Zerizinosaurus là một trong những công cụ linh hoạt nhất, vừa có thể xuyên thủng lớp vỏ dày và lớp da của những sinh vật phòng thủ nhất trên đảo nếu bị đẩy vào một cuộc chiến. Một con Zerizinosaurus khi được thuần hóa là một trong những thú cưỡi linh hoạt nhất mà một người chơi có thể có. Nó có thể được huấn luyện để sử dụng móng vuốt của mình một cách tàn bạo hoặc nhẹ nhàng, cho phép người cưỡi chủ yếu thu hoạch với hiệu quả cao hơn các loại tài nguyên cụ thể. Và trong chiến đấu, những móng vuốt này có thể xuyên thủng thẳng qua lớp giáp cứng nhất. Sự linh hoạt này bù đắp cho việc nó không thể mang vác những vật nặng của nhiều loài thú ăn cỏ trên đảo. Titanosaurus. Titanosaurus là một trong những sinh vật lớn nhất trong thế giới Ark Survival, thậm chí còn to lớn hơn cả Brontosaurus và Giganotosaurus. Nó lớn đến mức bạn sẽ nhìn thấy nó trước khi nhìn thấy các tài nguyên, cây cối và động vật khác khi ở xa bước tới. Nó được ví như một ngọn núi biết đi. Đây là một loài sauropod cực kỳ to lớn với tấm xương nhỏ nhô ra, được bọc thép khắp cơ thể. Titanosaurus dường như hoàn toàn miễn nhiễm với bất kỳ loại tác dụng gây mê nào. Chúng thường vô tình giẫm đát những sinh vật ở gần đó dưới chân với mọi bước đi của mình, trong khi hầu hết các loài sauropod không quan tâm đến những sinh vật khác. Nhưng Titanosaurus lại có vấn đề với những sinh vật xâm phạm vào không gian riêng tư của chúng. Điều này có lẽ là do chúng hung hãn ăn bất kỳ và tất cả những loài thực vật mà chúng có thể tìm thấy. Titanosaurus ăn liên tục. Điều này chắc chắn giúp hồi phục sức khỏe nhanh chóng, ngay cả khi sau chiến đấu với nhiều loại ăn thịt như Giganotosaurus. Khi đã được thuần hóa thì với kích thước khổng lồ của Titanosaurus, nó có thể mang theo một pháo đài, các vị trí phòng thủ cùng với một xã thú nhỏ. Mặc dù Titanosaurus có thể được thuần hóa, nhưng người ta tin rằng quá trình này khiến sinh vật này chết đói dần dần vì từ chối ăn. Bachycephalosaurus. Bachycephalosaurus là một loài ăn cỏ khá thân thiện, phổ biến ở nhiều nơi trên đảo. Đồng thời, đây là một trong những loài ăn cỏ nguy hiểm nhất. Cú húc đầu của nó là một màn phô diễn sức mạnh thể chất tuyệt vời và có thể giết chết đối thủ nhanh hơn nhiều so với bạn nghĩ. Mặc dù Bachycephalosaurus nhìn chung rất thân thiện, nhưng nó lại rất nóng tính. Nếu phải chọn chiến đấu hoặc bỏ chạy, thì dường như nó luôn chọn chiến đấu. Bachycephalosaurus trở nên cực kỳ hung dữ khi bị tấn công. Ngoài ra, nó được ví như là một vận động viên chạy nước rút cực kỳ nhanh. Vì vậy, việc thoát khỏi Bachycephalosaurus đang tức giận là vô cùng khó khăn. Bachycephalosaurus thường được ví như một chiến mã tuyệt vời trong thế giới khủng long. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn cưỡi một chiến binh nhỏ hơn, nhanh nhẹn vào cuộc chiến. Do hệ thống cơ bắp đặc biệt của nó không thể mang theo một lượng lớn tài nguyên một cách hiệu quả,
Tuy nhiên, nó có thể di chuyển với tốc độ bùng nổ tuyệt vời trong thời gian ngắn, và cú hút đầu của nó đơn giản là tàn phá. Parasaurolophus. Parasaurolophus có một trong những khả năng thích nghi thú vị hơn bất kỳ sinh vật nào trên đảo. Giống như tất cả các loài parasaur, nó có một cái màu đặc trưng trên đầu. Parasaurolophus thường xuất hiện dưới dạng các biến thể màu đỏ, nâu và xanh lá cây, thường có gai màu đỏ, trắng hoặc vàng rực rỡ. Parasaurolophus dường như nằm ở vị trí thấp trong chuỗi thức ăn và bị săn đuổi bởi mọi thứ, sinh vật cũng như con người. Điều này giải thích bản chất lém lỉnh của nó. Nó là nguồn thịt và da tốt nếu bạn có thể theo kịp đủ lâu để săn nó. Parasaurolophus thường là một trong những thú cưỡi đầu tiên mà một bộ tộc có thể có được. Khả năng chạy tương đối nhanh trong khoảng thời gian dài khiến nó trở thành một trong những phương thức di chuyển tầm trung vững chắc. Mặc dù nó hầu như không có khả năng tự vệ, tuy nhiên những sinh vật nhỏ hơn có vẻ sợ hãi trước cái màu của Parasaurolophus. Mặc dù nó không gây nhiều sát thương, nó cũng có khả năng chịu trọng lượng tốt, có thể hữu ích cho các bộ lạc du mục khi hỗ trợ họ thiết lập sự hiện diện trên đảo. Gigantopithecus. Gigantopithecus là một trong những sinh vật khá thụ động, lang thang quanh các khu rừng trên đảo, ăn quả mọng trên các bụi cây. Nhưng nó rất đúng tính khi có ai động chạm đến không gian cá nhân của riêng nó. Khi một sinh vật khác đến gần, gã khổng lồ hiền lành này nhanh chóng trở thành một con thú hung dữ. Tốt nhất là nên tránh xa chúng. Thỉnh thoảng thì Gigantopithecus chạy lên để tóm lấy dây leo mà nó có thể băng qua và đu lên. Nhưng ngoài ra, nó có vẻ thích nằm dài, lười biếng hái quả mọng từ cây. Gigantopithecus đã tuần hóa, có thể được giải cách thu hoạch sợi tìm thấy trên nhiều loại cây trên đảo. Nó dường như có thể hái trái cây cả ngày, ăn quả mọng và mang theo nguồn tài nguyên sợi cho bộ tộc của mình. Một khi đã tuần hóa, Gigantopithecus có vẻ thích thú khi ném những sinh vật hoặc người cưỡi mà nó mang theo lên không trung. Có lẽ nó cảm thấy hoạt động này là một trò chơi. Nhưng một số người chơi có thể sử dụng trò chơi này để nhảy qua những bức tường và vách đá nhỏ. Có một phát dành cho anh em là Gigantopithecus từng sinh sống ở Việt Nam thời tiền sử ấy. Radionatha. Radionatha là một loại côn trùng to tổ bố trong thế giới Earth, nhưng vẫn đủ nhẹ để bay và trượt trên mặt nước. Theo những gì trong hồ sơ ghi chép thì nó có thể tạo ra một loại nhựa cứng nhanh, hữu ích một cách kỳ diệu với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Nó có thể làm dày lớp vỏ của mình để tăng cường khả năng phòng thủ, phun ra những quả cầu cứng giống như viên đạn hoặc phun ra những quả cầu mềm cứng lại khi va chạm để thu hút những kẻ săn mồi đen lâu tới. Radionatha có thể được xem là thứ bạn cần để nâng cấp khả năng phòng thủ trên không của bộ tộc mình. Nó có thể tự dính vào các sinh vật hoặc hàng hóa và mang theo mọi thứ xung quanh căn cứ của bạn. Đồng thời, bơm keo của nó phá hủy tech cũng như Dinopithecus. Những con đực của chúng có một loại pheromone mời gọi được những con cái đẻ trứng. Thu hoạch pheromone đó và bạn có thể đánh dấu bất kỳ sinh vật nào để con cái đẻ trứng. Limantia. Limantia còn được gọi là bướm đêm sa mạc. Nó tồn tại bằng cách hút chất dinh dưỡng của cây. Nhưng ở khu vực sinh sống của loài này khá hoang vắng, khiến cho các lựa chọn của nó khá hạn chế. Nhưng may mắn thay, mối quan hệ của nó với các loài thực vật trên sa mạc là cộng sinh. Ngoài việc thụ phấn cho chúng, các bào tử mà nó giải phóng còn giúp nuôi dưỡng những loài thực vật ở sa mạc. Khi bị tấn công, Limantia di chuyển chậm lập tức bay lên không trung và bay gần như thẳng đứng trong khi giải phóng bào tử. Mặc dù các bào tử rất bổ dưỡng cho hầu hết các loài thực vật, nhưng chúng lại có độc tính cao đối với hầu hết các sinh vật khác. Limantia đôi khi được sử dụng như vật cưỡi bay của một người, nhưng khả năng tạo ra tơ của nó thường được coi là có giá trị hơn tốc độ bay chậm. Tơ của nó có thể được dệt thành vải tản nhiệt và các bào tử của nó được thu thập để làm phân bón hoặc thuốc độc. Ưu điểm của nó với tư cách là thú cưỡi là khả năng giải phóng bào tử trong khi bay, cho phép nó hoạt động như một máy bay ném bom trong các cuộc vây hãm. Vừa rồi là các sinh vật hệ cỏ đầu tiên trong thế giới Earth Survival mà chúng mình muốn gửi đến các bạn. Các bạn thấy sao về số này hay có thông tin gì cần bổ sung đến dính thì hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Như thường lệ thì phần 2 có được lên sóng hay không là nhờ vào sự ủng hộ của các bạn. Hãy ấn like, subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. My appetite.